First you gonna say you ain't running game. Xin chào mọi người, mình là Yến đây. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học một đoạn nhảy. Các bạn yêu cầu mình khá nhiều trên TikTok. Bài Unstoppable được cắt ra từ bài No của Megan Trainor nha. Ok, let's go. Bài này thì mình sẽ chia nhỏ thành 3 phần để các bạn sẽ theo dõi nha. Rồi bắt đầu với đoạn đầu tiên. Rồi đầu tiên các bạn sẽ khởi đầu tay ở đây, ngang giúp mình cánh tay ra để mình mở bàn tay ra ngoài này, về bật từ sau lên trước, rồi tiếp theo nhé. Tiếp theo này các bạn sẽ đầu đầu đâu, nghe dễ làm đúng không? Là từ trên xuống dưới đầu đầu đâu đó, với tay như vậy là xong. Đối với chân, lùi cho mình hai bước vào chân phải, lùi phải, bước phải, đổi trái, đổi phải, ok. Đó là đối với chân, kết hợp lại nhé. 6 7 8 rồi tiếp theo nhé. Sau khi các bạn đang ngồi dáng như thế này thì mình sẽ ngồi xuống. Khi ngồi xuống thì để ý là chân phải ở trên hạ xuống như thế này, chân trái để chân lên, hai chân mình vuông góc nha. Tiếp theo động tác tiếp theo thì mọi người sẽ hất đầu lên, sau đó mọi người rút khỉu tay phải nha và hạ xuống phía sau như thế này. Khi rút khỉu tay phải thì mình rút kèm luôn cả đầu gối chân phải và nhấc chân lên để đứng về dáng như sau. Cái dáng mà hướng hai mũi chân sang phải, người đổ nhẹ lên trên như thế này. Ok, tay để về cầm nha. Tiếp theo này, mọi người sẽ bắt đầu quay trở lại kèm với 6 ngực cho mình. Đây, ok, sau đó xuôi tay xuống. Tiếp theo này, bước chân trái vào trong, nhả chân phải ra ngoài, tay thấp. Tiếp theo này, bước chân phải lên trên, tay mọi người về dáng xuống và gõ về đầu hai lần. Sau đó đặt tay và chân sang bên trái như thế này. Rồi, tiếp theo nha. Đối với tay trước, mọi người sẽ rút tay về nắm ở hông, đưa chéo lên chữ X, mở sang ngang và xuôi úp hai lòng bàn tay xuống như thế này. Còn đối với chân, các bạn sẽ nhấc đổi gót liên tục giữa chân phải này, chân trái này, nhấc đổi gót như thế này cho mình, nhấc đổi gót. Rồi, khi nhấc gót chân trái thì mọi người sẽ đổ người hướng ngược lại. Đây, chân trái đổ người sang phải. Tiếp theo nhấc gót phải thì lại đổ người qua trái. Đây, như thế này nha. Rồi, kết hợp tay với chân sẽ như sau. Đặt tay đặt chân này. Bây giờ kéo về hông thì mọi người sẽ nhấc chân phải lên, nhấc chân phải lên rồi đổ về trước. Ok, tiếp theo này, lên đi. Tiếp theo ngang hạ và ngửa ra phía sau như một người đang bị ngã. Rồi tiếp theo này, mọi người đặt gót chân trái xuống để đổ chúng sang trái, đưa tay lên dáng và chân như thế này. Ok, sau đó này hạ tay và chân xuống, rồi bước chân phải chéo lên trên, đồng thời đặt tay lên trên và nhún chân. Để động tác tiếp theo, mọi người sẽ hất hông lên 2 lần. Ok, sau đó nhấc chân trái về để mọi người bật hai chân ngang ra như thế này. Đây, đang ở đây đúng không? Đang ở trong này, bật hai chân ra. Rồi, đồng thời tay đang ở phía trên cao, mọi người sẽ bung từ phía sau, bật lên trước hai tay song song và sau đó ôm vào như thế này. Thì kết hợp tay với chân như thế này, đang trùng này, hất, hông, sau đó bật chân, bật tay, bung. Đưa tay về, đưa chân về. Khi đưa về đây thì mọi người sẽ xoay hai đầu gối vào trong, thử xuống. Sau đó này, mở tay mở đầu gối ra, vẫn là khỉu chân nha. Tiếp theo bây giờ mới bật về thì tay để ngang, sau đó mọi người trùng chân xuống, đánh hông qua phải dựng tay lên, đánh hông qua trái dựng tay lên và bước chân phải ra. Ngay cho mình một cái lớp cuối cùng là khi các bạn bật hai tay lên, chạm hai tay về đây ôm đúng không, thì mọi người sẽ phải thêm cho mình cái đầu xoay từ phải qua trái. Ok, thử đặt từ đây nhé. Hông, hông này, bật hai chân ra, bùm, xoay đầu theo tay, nhớ là thu trọn gọn chân về nhé, thu gọn đầu gối về, mở ra như bình thường, thu về như bình thường, đằng tác, nghe tác. Ok, rồi, động tác thứ hai nha, mọi người sẽ rút tay về sau và sau đó hất ra. Ok, để ý cho mình là mình đang để tay như thế
thế này với Vũ Huyền đây, sau đó bật vai cho mình. Rồi đối với chân, đối với chân nha, đối với chân này các bạn đang biết chân trái đúng không? Rồi đầu tiên này, bước chân trái xuống này, lùi chân phải ra sau này, bước chân trái tiếp này, và sau đó nhấc chân phải lên để bật vai nha. Ok, ba bước này, mở trái lùi ên thất. Tiếp theo mọi người bước chân phải xuống, bật nhảy sang. Ok, hai bước bật nhảy thế cho mình. Lại này, mở chân và tay bước sang, 1, 2, 3 bước hết chân, bật chân sang. Ok, và sau đó mọi người chống lại chân trái để làm sóng lên như thế này. Rồi cùng ôm lại tay lại trước một xíu, mở này, sau đó tay rút này, and kick, bật chân sang. Ok, bây giờ chống chân trái, chống phần đầu gối lên cho mình như này nha. Và sau đó tay từ dưới mọi người đưa x lên, và sau đó mọi người hướng người sang bên trái này, sóng lên. Ok, sóng lên, đang lên đúng không? Và sau đó mọi người đánh được xuống hai lần, 1, 2. Tiếp theo hạ chân xuống này, bước chân phải lên thì tay hạ xuống, sau đó tay hất qua phải, hất về trái. Ok, khi tay hạ xuống mặt chân này đúng không? Bây giờ khi tay hất về phải mọi người nhấc chân sau lên là chân trái, rồi hạ chân sau xuống. Sau đó này, đưa tay và chân, cái chân phải này ở trên đúng không? Đưa lại cho mình này. Tiếp theo, mọi người sẽ đưa đều hai tay sang, đồng thời đổ người, hạ xuống chân để mọi người xoay một vòng thật là rộng như này cho mình nghe. Sau đó này, mọi người sẽ đặt tay ở miệng, chạm ba lần cho mình bằng tay phải trước này, phải, trái, phải. Thì người mọi người đang làm sóng, đang lập quận tròn như thế này đúng không? Thì mọi người sẽ ngửa ra dần này, ngửa ra dần. Ok, tiếp theo đưa tay lên trên, kéo tay về hông thì mình sẽ kéo kèm cả phần chân, gót chân trái sẽ về dáng như thế này. Sau đó mọi người sẽ hất vai lên hai lần này, 1, 2. Lần thứ ba thì mình sẽ đưa cái tay trái sang đây để hất ra, và sau đó kéo tay phải như thế này để đấm và xoay tròn. Ok, lại này đang ở đây, hất vai hai lần này, 1, 2. Lần thứ ba kèm với chân mọi người sẽ xoay sang, đổi hông sang phải sang trái, và sau đó chấm lại chân phải này, kéo tay, rồi bây giờ nhấc chân phải lên xoay sang phía sau. Ok, rồi cùng chậm lại đoạn này một xíu, mở nhá, dậm chân này, trái phải trái nhấc, bật sang phải làm sóng, đưa ngực về hai lần, 1, 2. Đặt chân và tay xuống, nhấc lên tay qua phải, hạ xuống tay qua trái, chân và tay qua phải, sau đó đưa cùng xoay từ trái qua phải. Ok, sau đó chạm tay này, chạm rồi đặt tay lên trên, kéo tay về hông, hất vai, 1, 2. Em đổi hông, chấm chân, đấm xoay, dừng. Ok, bây giờ mình sẽ nối tất cả động tác của đoạn thứ nhất vào với nhịp chậm nha. Chậm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dừng. Bây giờ mình sẽ đếm nhịp đoạn 1 nhanh hơn một chút. Cùng bắt đầu nhé.
1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4 và 5, 6 và 7, 8 và 1, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Dừng. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với động tác của lần 2 nhé. Các bạn đã dừng dáng ở đây đúng không? Tay gấu chắc lên cho mình một xíu. Để tiếp theo mọi người sẽ nhổ thử tay lên và sau đó lướt tay ra ngoài như thế này. Ok, tay đưa vào trong này. Mở ra phía phía tay của mọi người đang cầm cái tay nghe. Sau đó vặn nút lên. Vặn nút lên tay phải lên thì mọi người mở ngửa cái đầu lên. Mở lên. Sau đó lắc lắc này. Dừng ở đây. Dừng tại chỗ. Rồi đối với chân nha. Khi các bạn nhổ tay lên thì chân vẫn giữ dáng này. Sau đó này, tay che mắt thì mở chân trái và mở chân phải để đứng đứng mở ra như mình như này. Sau đó ngửa đầu lên này, lắc này, hạ về đây thì mọi người dừng dáng này và nhún chân xuống cho mình. Sau đó này, hạ sâu xuống để rút chân lên một lần nữa và đặt tay này, đặt tay giống như mèo ấy mọi người. Phải trái phải thì mình vừa rút lên xong đó, mọi người sẽ lùi chân phải này, lùi chân phải, bước chân trái và một lần nữa. Ok, nhớ là hướng người lên trên nha. Sau đó mọi người sẽ đuổi để hai tay xuống chắc ở dưới như thế này cho mình, chắc ở dưới thì mọi người sẽ trùng người xuống, đưa hai đầu gối vào trong đây, hai đầu gối vào trong. Sau đó nhé, mở đầu gối ra và lần thứ hai thì kèm tay đặt vào miệng thu về và đứng thẳng lên thì tay hất. Rồi bây giờ làm ngang như thế này, mọi người ngang ở đây, trùng đầu gối này, mở đầu gối ra lần thứ nhất thu về, mở ra lần thứ hai thu về, thẳng lên. Ok, sau đó mọi người bước lùi chân trái ra sau, lùi chân trái ra sau để tay xoay như thế này, đồng thời tiến vào chân phải, xoay cho mình hai vòng tay. Sau đó tay đặt chéo bước chân trái ra này, tay kéo ra bước chân phải ra này, trùng chân xuống thì hạ tay này, rút tay về, bật lại về và sau đó mở phải thì mắt nhìn theo và đánh không theo nhé. Mở này và sau đó về dáng này cho mình. Ok, tiếp theo đến đây thì mọi người sẽ tập hông nhé, đánh lắc hông trái phải liên tiếp như này cho mình là được. Nhìn kỹ nhịp thì mọi người sẽ vào này, 1 và 2 và 3 và 4, cứ thế lắc đủ cho mình là được. Còn tay và đầu nhé, mọi người sẽ thêm này, 1 và 2, 3 và 4 và đó, 2 này, 4 và thì mọi người sẽ có tay và đầu. Thử nhé, chậm rãi để các bạn hình dung này, chúng ta xuống đánh hông từ phải này, 1 và hất, 2 và 3 và 4 và 5 và ok được không? Lại lần nữa nhé, 5 6 7, trùng, 1 và hất, 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và thì nhịp 6 mọi người sẽ bật hai chân ra và hất tay lên trên, hạ xuống. Sau đó này, đánh tay qua phải và đánh tay qua trái. Khi đánh tay qua phải thì mọi người sẽ dậm chân phải đẩy hông qua phải, dậm chân trái đẩy hông qua trái. Ok, tiếp theo này mọi người thu chân phải vào trong, thu chân trái vào trong. Ok, khi thu chân thì mọi người sẽ hất cái đầu sang phải trái. Ok, và xuống thấp cái người xuống, mình đang dậm phải này, dậm trái đúng không? Bây giờ thấp cái người xuống đánh đầu này, đánh đầu, thấp cái người xuống dậm như thế này. Khi thấp xuống đây thì mọi người để ý là mình sẽ võng lưng nhá. Để động tác tiếp theo mình sẽ cong lưng lên. Ok, đang võng như thế này này, đang võng này, đang võng lưng. Để tiếp theo mình sẽ cong lưng lên và rút người lên thẳng. Ok, lại một lần nữa nhá, dậm phải, đánh qua phải, dậm trái, đánh qua trái, thu chân về đánh đầu, đánh đầu.
đầu cộng lưng để lên. Ok, tiếp theo mọi người sẽ đưa chân phải ra sau và hất tay lên hai lần. Ok, đang rút này, rút lưng lên, hất tay hai lần, sau đó vung tay xuống dưới, vòng một vòng và đưa lên trước. Thì mình sẽ rút chân phải lên nhé, rút chân phải lên, chân lên thì tay xuống. Ok, sau đó hạ xuống đây. Tiếp theo mọi người về dáng tay này, hất về. Khi tay mở ra thì mọi người sẽ mở chân ra. Hấp. Nhìn cái kích dáng chân cho mình nha. And, bật về. Sau đó, no, no, no. Tay giống động tác đầu tiên nhưng chân này mọi người bước phải, lùi, phải, lùi. Ok, nhìn kỹ là chỉ cần đổ trụ qua lại giữa hai chân như này mình. No, no, no. Thế thôi. Bây giờ thì mình sẽ đến nhịp của đoạn thứ hai nhé. Chậm này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, N, 5, 6, N, 7, N, 8, N, 1, N, 2, N, 3, N, 4, N, 5 và 6 và 7 và 8, 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và ok, bây giờ là đến đoạn thứ 3, đoạn cuối cùng của bài hôm nay. Thì đang ở no no no, đổi hướng chống chân phải. Ngửa ra sau. Xoay hiểu tay lên, chạm nhẹ này. 1 em tăng 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 tắc. Và đồng thời 8 xong xuống. Hai người cho mình. Ok, đang ở đây no no no. Dậm chân phải, sóng lên. Ok, xoay này. Bây giờ xuống này. Xuống, lên, xuống, lên. Hé nét. Sau đó, lại một lần nữa tương tự, dậm lại chân phải. Mình chỉ làm một tay thôi. Sau đó, vung cái chân phải vào trong để mở ra như này. Mở. Em, thu về. Ok. Thì sẽ là khá là nhanh đó. Mọi người vừa kịp làm sóng. Và đưa tay xuống luôn này. Mở về. Để tiếp theo mọi người sẽ hít kích ngực lên. Khi kích ngực lên lần thứ nhất thì mọi người sẽ mở chân ra, mở chân ra, đồng thời kích ngực kích én. Cái thứ hai mình sẽ về dáng này. Tiếp theo mình sẽ xuôi tay xuống. Khi xuôi tay xuống thì mình sẽ làm sóng ngực đẩy lên, đẩy lên để xong rồi nhổ hông ra khỏi chân. Mình đang ngồi đúng không, mình đang ngồi tựa hông vào chân. Thì bây giờ khi mọi người đang dừng ở đây, mình làm sóng này, ngực lên, hông lên, về. Ok, sau đó nhấc chân phải về đây thì người đưa tay về miệng và sau đó này xoay về hông lên. Tiếp theo mọi người sẽ xoay hai gót chân lên trên rồi đồng thời tay hất lên trên như thế này. Em hất em. Ok, và bật nhẹ hai chân về thẳng này, hất em. Sau đó này quay về ra phải thu về và sau đó mọi người lượn nhẹ nhàng sóng và tay mọi người sẽ để nâu nâu ở đây nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đếm nhịp nhé. 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3 và 4 và 5, 6 và 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, N, 7, N, 8, N. Bây giờ thì mình sẽ nhảy với các bạn với nhịp chậm từ đầu đến cuối luôn. Các bạn 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8. 1, 2 và 3 4 em 5 em
n 3 4 n 5 6 7 và 8 và 1 2 và n 3 4 và n 5 6 và 7 và 8 và 1 2 và 3 4 và 5 6 7 và 8 1 2 3 và 4 n 5 6 7 và 8 n 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 8 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 hết 8 và 1 và 2 võng 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 1 2 3 và 4 và 5 6 và 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 và hết. Bài của hôm nay đến đây là hết rồi.